Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 5 giờ 30 giờ California, tức là 7 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước và bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đặc biệt bởi vì ngày hôm nay Phong làm lúc 5 giờ 30 là bởi vì lát nữa 7 giờ 20 sẽ có việc đi gấp, do đó thì làm sớm một tiếng đồng hồ. Do đó thì Phong có thông báo, mong là quý vị đón xem. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi một buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là Pháp đã bị chỉ trích bởi Liên Hiệp Quốc trong vấn đề gọi là phân biệt đối xử và cảnh sát bạo động, cũng như các cuộc biểu tình chống lại cái việc mà cải tổ về quỹ hưu trí và cái tuổi hưu trí. Bản tin mới nhất cho biết thì một loạt các quốc gia đã lên tiếng lo ngại tại Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ hai trong việc mà cảnh sát đã có những hành động bạo động nhắm vào những người biểu tình tại Pháp, quốc gia đang bị nhức đầu trong những ngày qua sau khi có hàng loạt các cuộc biểu tình chống lại việc mà cải tổ cái tuổi hưu trí, tấn công vào các di dân, rồi có những cái hành động được xem là tấn công vào các tôn giáo, cũng như là một số những người được xem là cực đoan đã diễn ra ở tại cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc, và nơi và được xem là có một cái tổ chức tên gọi là Universal Periodic Review, gọi tắt là UPR, trong đó có 193 thành viên của Liên Quốc cần phải duyệt xét cái vấn đề nhân quyền trong vòng mỗi 4 năm. Và Pháp đang đối diện với một cái cuộc chỉ trích khá lớn của một số quốc gia, trong đó thì đại diện của Liên Hiệp Quốc đặc trách về vấn đề nhân quyền ở Geneva nói rằng họ đang lo ngại về tình trạng mà đang diễn ra tại Pháp, các cuộc biểu tình cũng như là các cuộc đàn áp của cảnh sát. Một số quốc gia khác đã lên tiếng lo ngại điều này, trong đó gồm có Đan Mạch, Liechtenstein, Na Uy, cũng như là Nga, Venezuela và Iran. Các quốc gia được xem là đã có những cái hành động lên tiếng và lo ngại về việc của Pháp. Trong khi đó thì Nga, Venezuela và Iran cũng đang bị đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về những gì đang xảy ra tại Pháp và những việc mà được xem là đàn áp đối với những người dân biểu tình ôn hòa. Đó là đại diện của Nga đã phát biểu ở tại hội đồng. Trong khi đó thì việc chỉ trích này diễn ra sau khi có tới 1,5 triệu người đã tràn xuống đường biểu tình bắt đầu từ hôm 1 tháng 5, và trong đó thì ông Emmanuel Macron đã tìm cách gọi là giảm đi tình trạng bạo động, và cũng như là tìm cách giảm đi tình trạng chống đối ông ta trong việc mà ông ta cải tổ cái tuổi hưu trí từ 62 lên tới 64. Việc này diễn ra giữa lúc mà các quốc gia khác, bao gồm luôn cả Hoa Kỳ, cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng đang diễn ra tại Pháp, và phía Hoa Kỳ thì cho rằng có những nỗ lực chống lại những tội ác và những đe dọa bạo động với mục tiêu nhắm vào các cái thù ghét tôn giáo, bao gồm luôn cả chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo, và kể cả những cuộc sách nhiễu, phá hoại và tấn công. Trong khi đó thì phía của Brazil và Nhật Bản cũng lên tiếng và nói rằng đã có hành động bạo động từ phía cảnh sát, trong khi và người lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ là một cố vấn về tư pháp của Bộ Nội các Pháp là Sabine Marlim, đã lên tiếng nói với hội đồng rằng là họ cần phải có kiểm soát tất cả những cái hành động tránh tình trạng gọi là bất ổn xã hội và có dẫn tới những cuộc phá hoại trong các cuộc biểu tình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Pháp ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đặc sứ của Liên Hợp Quốc cho biết là phía Sudan đang đồng ý là thúc đẩy các lực lượng đô vũ trang có bước vào bàn đối thoại. Bản tin từ Cairo cho biết là các tư lệnh đối là lập nhau tại Sudan đã đồng ý là sẽ gửi các đại diện của họ tới bàn đàm phán, đặc biệt là có thể diễn ra tại Saudi Arabia. Một viên chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc đã nói với hãng thông tấn AP vào ngày thứ hai, trong đó đôi bên đồng ý là sẽ ngưng lại các cuộc đụng độ và các cuộc giao tranh, bất kể đôi bên đã có những cái gọi là thỏa ước ngưng bắn tạm thời. Cuộc đối thoại này được xem là sáng kiến để thành lập một cái giải pháp hòa bình nhằm đưa tới một cái cuộc ngưng bắn lâu dài và được can dự bởi các quốc gia ở thế giới và các nhà quan sát viên quốc tế. Trong đó thì Volker Perthes được xem là một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết là hiện nay thì cái giải pháp tạm thời là lệnh ngưng bắn 72 giờ đồng hồ để tạo ra một cái hành lang hỗ trợ nhân đạo cũng như là di tản của các công dân khác. Ngoài ra thì họ đang thúc đẩy các phía là các tư lệnh mà đối đầu ở nhau tại Sudan là sẽ có một cái cuộc đối thoại và có tiềm năng diễn ra tại Saudi Arabia, trong đó hai lực lượng tại đây đang có cuộc đối đầu với nhau.
bao gồm lực lượng có tên gọi là ASF được dẫn đầu bởi tư lệnh có tên là Abdel Fattah Burhan, và tư lệnh thứ hai là lực lượng khoảng 530 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, và gần như là khiến 4.500 người khác đã bị thương khi mà có cuộc giao tranh với tư lệnh có tên là Mohammad Hanaf Dagalo. Đây được xem là những cái cuộc giao tranh giữa hai vị tư lệnh đối đầu với nhau ở tại Sudan, đặc biệt là tại thủ phủ Khartoum. Việc này đã dẫn tới việc mà Hoa Kỳ phải gửi các cái drone cũng như là cái tàu hải quân của họ tới khu vực ở Sudan để tìm cách di tản các công dân của họ ra khỏi đây. Và trong ngày hôm qua thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết họ đã di tản tất cả các công dân Hoa Kỳ từ cái thành phố ở bờ biển Hồng Hải ở Sudan di chuyển qua khu vực khác ở tại Saudi Arabia, tức là cái bến cảng Jeddah tại Saudi Arabia, với khoảng 308 người được xem là công dân Hoa Kỳ đã được di tản ra khỏi đây. Các vụ nổ và giao tranh vẫn diễn ra xung quanh thành phố Khartoum, thủ phủ của Sudan. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hai vị tư lệnh của hai lực lượng vũ trang tại đây đang có cuộc giao tranh gay gắt và khiến cho cả 100 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người đã bị thương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống của Ai Cập là, xin lỗi quý vị, của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan cho biết lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã sát hại được một lãnh đạo của nhóm Hồi giáo ISIS ở tại Syria. Bản tin từ Ankara cho biết là lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã sát hại được lãnh đạo của nhà nước Hồi giáo ISIS trong một cái chiến dịch quân sự ở tại Syria. Tổng thống Tayyip Erdogan đã cho biết vào chiều tối ngày Chủ nhật. Ông Erdogan nói với là một đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc phỏng vấn là lãnh đạo của nhóm Hồi giáo ISIS này có cái mã code, tức là cái tên mã code là Abu Hussein al-Qureshi đã bị sát hại trong các cuộc không tập vào ngày thứ Bảy. Ông Erdogan cho biết là giới tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi ông này một khoảng thời gian dài trước khi mà thực hiện cuộc ám sát trên. Chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái hành động chống lại các cái tổ chức khủng bố mà không có cái hành động phân biệt nhắm lại họ. Đó là lời phát biểu của ông Erdogan đưa ra, một thành viên của tổ chức Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc đụng độ này diễn ra với lực lượng ISIS ở cái cánh đồng ở ngôi làng có tên là Miska ở tại Aleppo vào tối ngày thứ Sáu. Và trong cái cuộc giao tranh này thì Al-Qureshi, người đã trốn ở trong một cái tòa building ở trong cánh đồng, đã tự nổ mình, và tức là ông ta tự sát. Và trong đó thì cuộc điều tra cho biết là ông ta đã trốn trong đây với những bằng chứng rất rõ ràng và xác nhận như trên. Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria có trụ sở đặt tại Anh cho biết là các cái drone của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay ở trên các cái bầu trời khu vực này, và lực lượng Syria đối lập do phía Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã ngăn chặn tất cả các con đường giữa lúc mà cuộc giao tranh diễn ra, và phía Ankara đã đặt họ trong tình trạng báo động. Hiện nay vẫn chưa được xác nhận về cái chết của nhân vật lãnh đạo này từ nhóm Hồi giáo ISIS. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hàng loạt các cái chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Hồi giáo ISIS và nhóm người Kurd dọc theo biên giới của Syria. Và trong đó, họ đã từng bắt giữ và sát hại rất nhiều các dân quân. Quốc gia này kiểm soát một phần lớn lãnh thổ ở phía bắc Syria, trong lúc mà họ nói rằng là để bảo vệ cho cái biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ trước cái cuộc gọi là nổi loạn của nhóm người Kurd. Abu Hussein al-Qureshi được biết là một lãnh đạo của một nhóm dân quân của nhóm Hồi giáo ISIS, và trước đó thì một phụ tá của ông ta đã bị sát hại hồi tháng 10 theo phát ngôn viên của ISIS đưa ra, và nói rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu để mà thành lập cái đất nước Hồi giáo, tức là Caliphate ở tại khu vực này. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các lực lượng được xem là nhóm Hồi giáo ISIS và kể cả lực lượng người Kurd đối lập ở tại phía bắc của Syria và phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một cái nơi xuất cảng dầu ở Crimea đã bị bốc cháy, và cái drone của Ukraine đã bị tình nghi là mở cuộc tấn công này. Một trong những cái kho chứa dầu và chứa dầu hỏa ở tại Crimea đã bất ngờ bốc cháy vào ngày 29 tây tháng 4, và phía Nga nghi ngờ là do các cái drone do của Ukraine đã tấn công, theo tường trình của phía Nga cho biết. Và chính quyền ở khu vực ở biển Hắc Hải, ở thành phố gọi là Sevastopol, nơi được xem là có một cái khu vực có một cái kho chứa dầu là dầu lớn tại Crimea. Trong đó thì một trong những thống đốc mà phía Nga bổ nhiệm ở tại đây có cái tên khá dài là Ravos Hayev cho biết rằng là vụ nổ này và vụ cháy này có thể liên quan tới các cái drone mà do phía Ukraine đã mở cuộc tấn công vào khu vực này. Các hình ảnh đã được đưa trên mạng xã hội cho thấy là cái kho chứa dầu này đã bốc ra cháy, và với cái cột khói rất cao,
và Sevastopol được xem là một trong những căn cứ hải quân quan trọng của Nga ở khu vực Hắc Hải, nơi mà họ có cái lực lượng hải quân tại đây đã bị tấn công bởi hàng loạt các cuộc tấn công bằng drone kể từ khi mà Điện Kremlin đã bắt đầu cuộc xâm lăng tại Ukraine vào năm ngoái. Trong khi đó thì phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công bằng drone này. Tổng thống Zelensky cho biết quốc gia của ông đang có tìm cách gọi là chiếm lại Crimea khi mà Nga đã sáp nhập cái vùng lãnh thổ này vào năm 2014. Các vụ cháy đã dẫn đến tình trạng gọi là khủng hoảng và chúng tôi đã kiểm soát được vụ cháy. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ là do phía drone của Ukraine đã tấn công vài giờ trước đây. Đó là một trong những cái lời phát biểu từ phía Nga đưa ra. Và hiện nay thì cuộc tấn công này vẫn chưa được xác nhận bởi phía của ông Zelensky. Đây được xem là một trong những cái cuộc giao tranh mới nhất ở khu vực ở phía nam của Ukraine, nằm ở gần khu vực Hắc Hải, nơi mà và Nga đã sáp nhập Crimea năm 2014. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine và của Nga ngày hôm nay. Trong khi đó thì tòa án của Nga đã trừng phạt một người chỉ trích cuộc chiến của Nga tại Ukraine và tống giam vào nhà tù với người này. Bản tin từ Tho Linh cho biết thì một tòa án tại Nga đã kết tội một phụ nữ ở tại Siberia sau khi bà này bỏ trên mạng xã hội lời lên án cuộc chiến tại Ukraine, và bà đã bị trừng phạt vào ngày thứ sáu sau khi mà bà ta đã bị cả công tố viên yêu cầu là tống giam bà ta trong nhà tù. Bà này tên là Marina Novikova, 65 tuổi, vốn là một luật sư, đã bị phán là có tội với cái tội danh là đã loan truyền tất cả những cái tin giả về lực lượng quân sự của Nga. Và đây là một trong những cái án hình sự đầu tiên kể từ khi mà ông Vladimir Putin đã gửi lực lượng quân sự của ông ta tới Ukraine trên 14 tháng qua. Bà Novikova đã có một cái trang cá nhân của bà trên Telegram, và trong đó bà mô tả cuộc xâm lăng này là cuộc xâm lăng vô lý và chỉ trích chính quyền của Nga. Và tòa án ở tại Severs, được xem là cái khu vực quê nhà của bà Novikova, đã bắt đầu đưa ra cái án lệnh đối với bà ta và phạt bà ta lên tới 1 triệu đồng rúp, tức là khoảng trên 12.400 Mỹ Kim. Tổ chức nhân quyền tại Nga lên tiếng cáo buộc rằng đây là một hành động bức hại nhân quyền, và trong đó họ đã có cuộc nói chuyện với chồng bà ta là có tên là Alexander Gabrik, và cho biết như trên. Việc này diễn ra giữa lúc mà phía công tố viên đã áp dụng và kêu một cái án tù 3 năm dành cho bà Novikova đã lên tiếng nhận tội sau khi mà nói rằng tòa án sẽ gửi bà ta tới nhà tù và phạt bà ít nhất là 700.000 đồng rúp, tức là khoảng 8.700 Mỹ Kim, theo tường trình theo luật cho biết, và bà vẫn không có tiền để trả cho cái tiền phạt này. Tôi chuẩn bị là trả giá cho cái quyền mà trong đó với tính cách là con người, bởi vì tôi hiểu được tôi sẽ không được tha thứ. Đó là lời phát biểu của bà Novikova đã đưa ra sau khi mà bà đã bị kết án, và trong đó thì mức lương trung bình của người dân ở tại Siberia là khoảng 56.000 đồng rúp, tức là khoảng 700 Mỹ Kim theo tường trình của giới chức tại đây. Đây được xem là một trong những bản án rất là khó hiếm hoi diễn ra tại Nga sau khi có những người lên tiếng chỉ trích về cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Canada gia tăng việc kiểm soát việc mà buôn súng lậu qua ngã biên giới. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ và Canada đã ký ít nhất là 4 thỏa thuận tại Ottawa vào ngày 28 tây tháng 4, trong đó sẽ giảm đi tình trạng tội ác ở khu vực biên giới, bao gồm luôn việc mà gia tăng việc buôn vũ khí lậu qua cái khu vực của Canada và của Hoa Kỳ. Biến chuyển này diễn ra giữa lúc đang có nỗ lực ngăn chặn tất cả những cái đường dây buôn vũ khí từ Canada tới Hoa Kỳ, theo tường trình của viên chức đôi bên cho biết. Cơ quan đặc trách về biên giới của Canada đã hợp tác với cơ quan kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ, tức là ATF, gọi là kiểm soát về rượu, thuốc lá và vũ khí của Hoa Kỳ, đã thực hiện một cái chiến dịch gọi là ngăn chặn tình trạng buôn vũ khí này. Và họ cho biết rằng họ đã tịch thu rất nhiều những loại vũ khí khác nhau được chuyển qua biên giới từ Canada. Canada và Hoa Kỳ luôn đồng ý gia tăng các mối quan hệ song phương và giảm đi tình trạng bạo động về súng đạn. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng đặc trách về an ninh công cộng là Marco Medicino đã cho biết như trên. Và điều này có nghĩa là tiến trình mà chúng tôi tìm cách ngăn chặn những loại buôn vũ khí bất hợp pháp, và chúng tôi có thể kiểm soát được tất cả những loại tội ác, bao gồm những cái tổ chức tội ác và cái mạng lưới của họ. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc điều tra chung vào các cái đường dây buôn súng, cũng như là các cái đường dây buôn lậu khác. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có sự phối hợp với lại cơ quan tình báo để có thể thông báo cho tất cả các cơ quan công lực được biết. Thỏa thuận này cho phép Canada có thể nhắm vào những cái loại gọi là Ghost Gun,
Gosgun, tức là loại súng mà người ta không biết được cái nguồn gốc của nó, và ta đặt cái biệt danh của nó là Gosgun. Và các băng đảng thường xuyên sử dụng những cái loại súng này, thậm chí là họ modify, tức là họ sửa lại những cây súng này, và gần như là họ đã tìm ra những cái phương pháp bao gồm luôn cả cái việc mà in bằng 3D để có thể có được những cây súng này và buôn lậu ở trong thị trường của biên giới Canada và Hoa Kỳ. Bản tin cho biết thì ông Medicino đã ký cái thỏa thuận này với Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là Alejandro Mayorkas trong lúc đôi bên gặp gỡ trong cái diễn đàn liên quan tới biên giới của đôi bên vào năm 2023. Đây được xem là cái diễn đàn thứ hai, và cũng đồng thời cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Tư pháp của Canada là David Lametti và Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Merrick Garland. Đây được xem là hợp tác mới nhất giữa Hoa Kỳ và Canada nhằm kiểm soát lại tất cả những loại vũ khí đã được buôn lậu qua biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Canada ngày hôm nay. Trong khi đó thì Quốc hội Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật là vĩnh viễn sẽ đưa ra lệnh cấm vận đối với Iran cho tới khi nào chế độ này thay đổi. Bản tin cho biết thì một nhóm gồm lưỡng đảng ở tại Quốc hội Hoa Kỳ đã giới thiệu một cái dự luật ở trên sàn Hạ viện lẫn Thượng viện vào ngày thứ hai, trong đó là cho phép cấm vĩnh viễn và ban thêm quyền của Tổng thống để mà trừng phạt kinh tế với lại phía của Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì dự luật này có tên là Solidifying Iran Sanctions Act, được bảo trợ bởi ông dân biểu Michael McCord là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện. Trong đó là sẽ gia tăng lệnh cấm vĩnh viễn đối với lại Iran, vốn đã có từ cái đạo luật gọi là Iran Sanctions Act năm 1996 và nó sẽ hết hạn năm 2026. Và đạo luật này là cho phép phía Quốc hội ban thêm quyền hành cho bên hành pháp của Tổng thống là ban lệnh cấm vận đối với cái kỹ nghệ năng lượng của Iran, trong đó bao gồm luôn việc mà Iran đang theo đuổi việc mà gọi là có thể có được vũ khí nguyên tử, một nỗ lực mà Iran đã bác bỏ trong những năm qua. Và cái đạo luật Iran Sanctions Act nó là một trong những cái đạo luật rất quan trọng cho của Hoa Kỳ nhằm có thể buộc Iran phải bỏ rơi tất cả những cái tham vọng phá hủy cái ổn định ở khu vực và có những cái hành động gây nguy hiểm. Ông Michael McCord đã đưa ra trong một bản statement, và dự luật này nó là một cái mức chờ đợi từ lâu cần thiết để tăng quyền cho Tổng thống có thể ban lệnh cấm vận một cách vĩnh viễn đối với Iran. Dự luật này được đồng bảo trợ của lưỡng đảng gồm có 24 nhà lập pháp, bao gồm luôn dân biểu Susie Lee của đảng Dân Chủ tại Nevada, cũng như là Michelle Steele của đảng Cộng Hòa tại California. Bà Steele cho biết rất rõ ràng đây là một trong những cái hành động mà chúng ta buộc phía của Iran phải quay trở lại cái hòa bình trên thế giới. Đây được xem là một trong những cái dự luật khá quan trọng mà Hoa Kỳ nhắm vào Iran để ngăn chặn Iran, không thể cho Iran có thể có cơ hội phát triển vũ khí nguyên tử trong lúc họ đang làm giàu chất uranium. Trước đó thì chính quyền của Joe Biden đang muốn thúc đẩy Iran quay trở lại cái hiệp ước JCPOA vốn được ký kết năm 2015. Tuy nhiên, 2018 thì Tổng thống Trump đã hủy bỏ cái hiệp ước này, cho rằng phía Iran đã vi phạm và cái hiệp ước này vốn không công bằng đối với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi mà phía Trung Quốc lên tiếng và yêu cầu cho các quốc gia nhỏ có tiếng nói mạnh hơn trong cái hệ thống gọi là của Liên Hiệp Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì các quốc gia đang phát triển tại Phi Châu cần có một tiếng nói lớn hơn. Đó là lời phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lời kêu gọi này thì Vương Nghị là một trong những nhân vật nằm trong Bộ Chính trị đặc trách về đối ngoại đã đưa ra sau khi mà phía Trung Quốc đã tìm cách thao túng rất nhiều những quốc gia Phi Châu và hướng dẫn họ bỏ phiếu có lợi cho Trung Quốc. Nay thì trên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc kêu gọi một sự cải tổ lớn mà trong đó là phải có sự công bằng và công lý, gia tăng cái sự hiện diện của các quốc gia đang phát triển và cho phép những quốc gia nhỏ, trung bình có được tiếng nói lớn và có được cái cơ hội để mà tham gia vào cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là lời phát biểu của Vương Nghị đã đưa ra vào cuối tuần qua. Đặc biệt là chúng ta cần phải có một cái hành động để mà có được công lý cho những người dân ở Phi Châu. Đó là lời phát biểu của ông này đưa ra. Tuy nhiên thì lời phát biểu của ông này đã đưa ra ngay sau khi mà có báo cáo cho biết trong tổng số 47 quốc gia tại Phi Châu thì quá 2/3 những quốc gia này đều bỏ phiếu theo Trung Quốc và gần như là đưa ra những cái quyết định có lợi cho Trung Quốc ở trong cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm có 193 thành viên. Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil và Đức đồng thời cũng đã lên tiếng và cho biết
biết rằng cần phải thay đổi cái ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và hiện nay thì có 5 ghế thường trực gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên thì các quốc gia khác cho rằng là cần phải có một cái sự thay đổi và cải tổ ở cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có 15 thành viên. Trong đó ngoài 5 thành viên thường trực thì có 10 quốc gia luân phiên được ta chọn vào trong cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm cách thao túng cái cơ chế được xem là đứng đầu trên thế giới là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các cuộc tấn công không gian mạng đã diễn ra trước khi mà có cái phiên họp của khối G7 ở tại Nhật Bản và đang tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở về networking ở tại Nhật Bản. Bản tin cho biết từ nước Nhật là các cái cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào các công ty và các viên chức chính phủ ở Nhật Bản đã gia tăng kể từ tháng 3. Một nguồn tin từ cái công ty về an toàn không gian mạng cho biết gần như là họ sử dụng cái DDoS để mà tấn công. Đây là một trong những cái mã code và những cái firmware mà họ có thể tấn công được và do các hacker thường xuyên sử dụng. Tin tức này đã được công bố chỉ một ngày trước khi mà có phiên họp của khối G7 bắt đầu cuộc họp 2 ngày của họ tại Nhật Bản, được xem là ưu tiên cho những vấn đề trên toàn cầu, bao gồm cả vấn đề về phát triển về điện tử, AI cũng như là việc mà thảo luận về cái khí hậu toàn cầu. Đây được xem là phiên họp khá quan trọng và trước đó thì các bộ trưởng đã có cuộc nhóm họp để mà thảo luận các cái nghị trình dành cho các vị nguyên thủ quốc gia sẽ nhóm họp vào tuần lễ này ở tại Nhật Bản và đặc biệt là diễn ra tại Hiroshima. Trong đó thì một giáo sư chuyên về vấn đề thông tin ở trường Tokyo University có tên là Suzuki cho biết các cuộc tấn công này diễn ra nhắm mục tiêu vào gần như là tấn công toàn diện vào các cái mạng lưới network tại Nhật Bản, gồm có các công ty tư nhân và các cái hạ tầng cơ sở của chính phủ. Trong đó các cái đường ray xe lửa ở phía tây của Nhật Bản từ ngày 20 tới ngày 21 tây, cũng như là cái hệ thống xe điện ở tại Tokyo đã bị tấn công một cách trầm trọng. Tuy nhiên thì họ nói rằng các cuộc tấn công này không gây ra cái hậu quả lớn. Tuy nhiên mặc dù rằng các cuộc tấn công rất là ráo riết, hiện nay thì họ sử dụng thêm cái phương thức của AI, tức là trí tuệ nhân tạo, để vun đắp cho các cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào nước Nhật. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nhật Bản và cái cuộc họp của khối G7 cũng như các cuộc tấn công không gian mạng. Cùng một lượt thì bản tin cho biết chiếc hàng không mẫu hạm George Washington sẽ thay thế cho chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan ở tại cái bến cảng Yokosuka của Nhật Bản vào năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết thì Hải quân của Hoa Kỳ loan báo là họ sẽ cho triệt thoái chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan và tất cả những cái tàu khinh hạm cũng như là khu trục hạm tác chiến ra khỏi cái bến cảng và cái trạm của họ ở Yokosuka, Nhật Bản vào mùa xuân năm 2024. Thay vào đó sẽ là một cái chiếc hàng không mẫu hạm tương tự với chiếc của Ronald Reagan có tên gọi là chiếc USS George Washington trong cái nửa năm cuối của năm 2024 sẽ được khai triển tới đây. Và chiếc USS George Washington trước đó thì đã đậu từ ở Nhật Bản từ năm 2008 tới năm 2015 và được xem là chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ đậu trên bến cảng của Nhật Bản. Năm 2019 thì luật liên bang đã cho phép từ Quốc hội của Hoa Kỳ là sẽ cho khai triển các cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ luân chuyển trong vòng 10 năm. Và chiếc USS Ronald Reagan đã đậu tại Nhật Bản từ ngày 1 tây tháng 10 năm 2015, thay thế cho chiếc USS George Washington. Và nay thì tới năm 2024, tức là tới mùa xuân, thì chiếc USS George Washington sẽ được di chuyển tới đây và thay thế cho chiếc hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, của Nhật Bản ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nhật Bản ngày hôm nay, 80% người Nhật lo ngại là Nhật sẽ can dự vào cuộc chiến tại Đài Loan. Đó là cuộc thăm dò của tờ báo Asahi đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì một tờ báo nổi tiếng của Nhật Bản là một công ty truyền thông lớn đã đưa ra một cái cuộc thăm dò với các công dân Nhật Bản về quan điểm với cái vai trò của lực lượng tự vệ Nhật Bản trong việc mà có tiềm năng sẽ xảy ra một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Cuộc thăm dò công bố 80% những người dân Nhật lo ngại là Nhật sẽ can dự trực tiếp vào cái cuộc giao tranh này nếu như Hoa Kỳ và Trung Quốc có cuộc gọi là đụng độ về quân sự trong vấn đề của Đài Loan. Và trong đó 52% nói rằng có sự lo ngại rất lớn và 56% nói rằng lực lượng tự vệ của Nhật Bản phải giới hạn vai trò trong các cuộc gọi là xung đột ở khu vực, đặc biệt
là vấn đề ở khu vực eo biển Đài Loan, và trong đó 11% nói rằng lực lượng này cần phải hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cái vai trò tác chiến. 27% tin rằng lực lượng tự vệ quốc phòng của Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho lực lượng của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến nếu như xảy ra cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc trên eo biển Đài Loan. Và cuộc thăm dò này đã được thực hiện theo tường trình của tờ Asahi cho biết, với 3.000 cử tri được chọn ra một cách ngẫu nhiên trên toàn quốc, và chỉ có 1.967 người, tức là khoảng 66% là trả lời có giá trị trong cái cuộc thăm dò này. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất từ phía Nhật đưa ra, và trong đó đang có sự lo ngại và đang có những cái sự quan điểm cứng rắn của Nhật Bản là sẽ bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan nếu như trường hợp Trung Quốc tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, lực lượng đặc nhiệm của lục quân Hoa Kỳ đã đến và huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan trong trường hợp mà Trung Quốc mở cuộc xâm lăng đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì US Army Ranger và Green Beret đã và thực hiện một cái mô phỏng một chiến dịch bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan ở phía bắc của tiểu bang North Carolina trong một cuộc tập trận mới nhất. Và cái mô phỏng này là một phần trong cái lực lượng đặc nhiệm của lục quân của Hoa Kỳ trong cái cuộc tập trận thường niên của họ, và cuộc tập trận này nhằm huấn luyện cũng như là để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc mở cuộc tấn công toàn diện để xâm chiếm đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là cuộc tập trận khá quan trọng ở cái căn cứ gọi là Fort Bragg, và trong đó gần như đã có một số binh sĩ Đài Loan có mặt tại đây để mà quan sát cuộc tập trận này cũng như tham gia chung cuộc tập trận với Hoa Kỳ. Một số thường dân cũng đã được tuyển chọn vào cuộc tập trận này là một phần trong cái việc mà di tản các thường dân ra khỏi những cái khu vực nguy hiểm và có thể sẽ gây hại cho sinh mạng của người dân. Đây được xem là cuộc tập trận mới nhất của lực lượng đặc nhiệm lục quân Hoa Kỳ, và tư lệnh của lực lượng này là tướng Jonathan Braga đã cho biết Trung Quốc đang chịu trách nhiệm và đang đối đầu với lại cái chiến lược quốc phòng của chúng ta và thách thức rất nhiều. Đáng tiếc chúng ta vẫn chưa làm đủ để đối phó với một cuộc gọi là đệ tam thế chiến có thể xảy ra khi mà có cuộc đối đầu với lại phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan cũng như Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Philippines đặc biệt lo ngại vấn đề của Đài Loan trong các cuộc đối thoại với lại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc là Tần Cương và Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines, xin lỗi quý vị, và Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc gặp gỡ tại Manila vào ngày thứ Bảy trước khi mà ông Ferdinand Marcos Jr. bay tới Hoa Kỳ. Trong đó là họ đã thảo luận về vấn đề của eo biển Đài Loan. Trong cuộc gặp gỡ này thì Ngoại trưởng của Philippines là Eric Manalo đặc biệt lo ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan, tuy nhiên tái xác nhận là phía của Philippines vẫn tôn trọng cái chính sách One China Policy. Và cuộc gặp gỡ này diễn ra được xem giữa lúc mà Hoa Kỳ và Philippines đang có cuộc tập trận lớn diễn ra từ ngày 11 tây tháng 4 kéo dài tới ngày 28 tây tháng 4. Và cuộc tập trận này được mô tả là bao gồm luôn các cuộc tập trận bắn đạn thật với 17.600 quân của Hoa Kỳ và quân của Philippines. Vào đầu tháng 4 thì Philippines đã cho phép Hoa Kỳ có thể sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự mới nằm ở phía bắc của Philippines, mà trong đó nhiều tiên đoán cho rằng là những căn cứ này có trách nhiệm hỗ trợ cho việc bảo vệ của Đài Loan. Mặc dù Philippines tuyên bố là không để cho cái căn cứ này chứa những vũ khí đạn dược hỗ trợ cho cuộc chiến ở tại eo biển Đài Loan. Và đây là cái thỏa thuận giữa Washington và Manila vốn đã diễn ra năm 2014, và cho tới nay thì phía của Philippines đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng ít nhất là 9 căn cứ quân sự của họ từ phía bắc của Philippines cho tới phía nam của Philippines. Ông Tổng thống Marcos đã nói với các thông tấn viên là quyết định gia tăng cái việc hợp tác quân sự với Hoa Kỳ là chủ đích và bảo vệ cái an toàn ổn định ở khu vực ở Biển Đông, nơi đang có sự tranh chấp gay gắt giữa Trung Quốc và của Philippines liên quan tới quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó thì trong cái lời phát biểu vào ngày thứ Bảy thì phía của ông Marcos cho biết ông cũng bày tỏ sự lo ngại về tình trạng càng lúc càng căng thẳng hơn trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và cuộc nói chuyện của Philippines của phía Trung Quốc và phía của Philippines. Bên cạnh đó thì đôi bên cũng đã thảo luận về việc quyền đánh bắt cá trên cái khu vực ở Biển Đông, đặc biệt là liên quan tới cái khu vực Trường Sa. Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về các cái quyền đánh bắt cá
ở trên Biển Đông, trong đó là sẽ thúc đẩy một cái cuộc đối thoại trực tiếp và thành lập một cái đường dây đối thoại trực tiếp với lại Bắc Kinh trong cái việc gọi là khác biệt về các cái quan điểm hàng hải. Và trong đó ông nói rằng là không để cho quốc gia này trở thành một cái vị trí nóng, trở thành một cái nơi xung đột quân sự. Trung Quốc cũng đã đồng ý là ngồi xuống để thảo luận lại với lại cái quyền đánh bắt cá của ngư dân của Philippines trên Biển Đông. Ông Marcos cho biết và nói rằng lực lượng tuần duyên của Philippines và Bộ Ngoại giao đang thúc đẩy ra một cái bản đồ và trong đó cho phép lực lượng ngư dân của Philippines có thể đánh bắt cá xung quanh cái quần đảo Trường Sa. Nơi đây được xem đang có sự đối đầu gay gắt giữa Philippines, lực lượng tuần duyên của họ và lực lượng hải giám của Trung Quốc. Trước đó thì lực lượng hải giám của Trung Quốc đã có một chiếc tàu cắt ngang cái sự di chuyển của hai chiếc tàu tuần duyên của Philippines, dẫn tới một cái cuộc đối đầu gay gắt ở trên Biển Đông thuộc bãi cạn Second Thomas Reef, và điều này đã dẫn tới việc Philippines đã gửi lời phản đối tới phía Trung Quốc, đặc biệt là trên hai chiếc tàu tuần duyên của Philippines lại có sự hiện diện của các ký giả ngoại quốc, bao gồm luôn các ký giả của AFP và AP. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Philippines ngày hôm nay. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì Phong nhắc lại. Ngày hôm nay chính thức thì tạp chí quốc phòng của TNP Channel số thứ 2 tháng 4 sẽ được gửi đi cho tất cả khán thính giả. Do đó trong tuần này thì những khán giả tại Mỹ sẽ nhận được tạp chí quốc phòng của Phong. Riêng những khán giả tại Âu Châu và Úc Châu, tạp chí quốc phòng số thứ nhất dường như chưa đến được tay của quý vị. Việc này thì chúng tôi đang làm việc lại với bưu điện ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong cái số gửi đi trong tuần này cho cái số thứ hai, thì chúng tôi sẽ đính kèm cái số thứ nhất gửi đến cho quý vị một lần nữa để cho quý vị nhận. Thì ở bên Âu Châu và Úc Châu thì có lẽ là bưu điện họ làm việc hơi khác biệt. Do đó thì một số khán giả ở Âu Châu và Úc Châu chưa nhận được. Thì quý vị vui lòng kiên nhẫn thì chúng tôi sẽ gửi ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Thì tuần tới thì khán giả của Âu Châu và Úc Châu có thể nhận được. Tuy nhiên trong tuần lễ này, từ đây tới thứ sáu thì tất cả khán giả của Hoa Kỳ và của Canada sẽ nhận được cái số 2 của tạp chí quốc phòng số tháng 4. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái thông báo này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận của quý vị. Một lần nữa cáo lỗi quý vị. Sáng nay Phong phải làm cái livestream này sớm hơn một tiếng đồng hồ là bởi vì một lát nữa 7:20 Phong phải có mặt ở dưới cái City Hall ở dưới Santana bởi vì có công việc quan trọng, có cái hẹn ở đó 7:20. Do đó thì ngày hôm nay phải làm cái chương trình livestream mà tin tổng hợp sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, sớm hơn một tiếng đồng hồ để mà đưa tin cho quý vị. Cáo lỗi của quý vị cho cái sự gọi là bất tiện này. Ngày mai vẫn trở lại bình thường là 6:30, riêng ngày hôm nay là 5:30 tới 6:30 nha. Rồi, Trung Đông là vấn đề khó giải quyết cho Hoa Kỳ, nhưng sao chính phủ Mỹ không đồng nhất trong chính sách đối ngoại với họ? Vấn đề không đồng nhất là bởi vì lực lượng cánh tả ở Hoa Kỳ thì vuốt ve cộng đồng Hồi giáo và người Palestine. Lực lượng cánh hữu thì dứt khoát là bảo vệ cho Do Thái và ủng hộ cho tất cả các cái quan điểm cũng như là cái lập trường của Do Thái. Chính vì vậy mà nó mới xảy ra cái tình trạng lùng bùng cho tới ngày hôm nay, bắt đầu từ dưới thời của Bill Clinton. Trước khi Bill Clinton lên làm tổng thống thì lực lượng Hamas của Palestine đó là dưới quyền lãnh đạo của ông Yasser Arafat thời điểm đó đó bị xem là tổ chức khủng bố. Nhưng tới thời Bill Clinton thì ông ta lại xóa bỏ cái vai trò khủng bố của tổ chức Hồi giáo Hamas, tạo cơ hội cho họ có cái lộ trình chính trị để mà bắt đầu đối đầu với Do Thái. Và kể từ đó tới bây giờ 30 năm rồi, cái người Palestine vẫn chưa lập quốc được và Do Thái vẫn cương quyết trong cái vấn đề của Jerusalem. Thật sự thì đôi bên bị lấn cấn ở cái cổ thành Jerusalem. Nơi đây thì Do Thái tuyên bố là thủ đô của họ. Nhưng Palestine lập quốc thì họ cũng muốn Jerusalem là thủ đô của họ luôn. Do đó thì đôi bên vẫn còn lấn cấn cái vấn đề này cho tới ngày hôm nay không giải quyết được. Trước đó thì ông Trump đã khẳng định Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Ông dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv về phía Jerusalem. Thì quý vị, nhưng mà tới thời Joe Biden thì Joe Biden lại bắt đầu vuốt ve những phần tử được xem là khủng bố trước đây, trong đó gồm có nhóm Jihad, tức là nhóm thánh chiến, và nhóm Hamas nha. Rồi tiếp tục, ok, Trung Cộng có dám đánh Đài Loan không?
Tôi chưa biết, nhưng mà căn cứ trên cái trên tất cả những cái diễn biến diễn ra đó, thì nếu mà quý vị hỏi tôi phân tích về tình hình trước mắt thì tôi không nghĩ là Trung Quốc dám tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, với cái áp lực về kinh tế và dần dần bị tách rời bởi Hoa Kỳ, cũng như là cái nội địa của cái nội bộ của Trung Quốc có thể có những cái cuộc xung đột gay gắt, tức là cái phe diều hâu trong giới quân đội vẫn muốn đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực hoặc là thống nhất Đài Loan càng sớm càng tốt, nó là cái áp lực đối với Tập Cận Bình. Do đó thì do cái áp lực này, có thể Trung Quốc sẽ có những cái hành động đối với đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là trong giai đoạn từ đây cho tới năm 2024, tức là lúc mà có bầu cử tại Đài Loan và bầu cử tại Hoa Kỳ. Tháng Giêng thì bầu cử tại Đài Loan và tháng 11 thì bầu cử tại Hoa Kỳ. Thì quý vị có thể sẽ có những cái diễn biến về căng thẳng quân sự diễn ra tại đây. Bởi vì hiện nay ở Đài Loan thì nhân vật dẫn đầu trong các cuộc thăm dò là ông phó tổng thống của Đài Loan là William Lai Ching-te. Ổng là cái người dẫn đầu ở trên các cái cuộc thăm dò về ứng cử tổng thống. Trong khi đó, thị trưởng Đài Bắc thì còn thua ổng tới 9 điểm. Và ông Tae Ri-gu thì vẫn chưa biết được là ổng có đại diện cho Quốc dân đảng hay không. Nhưng mà thị trưởng Đài Bắc và ông Tae Ri-gu vẫn đang có cái tuyên bố là sẽ ra tranh cử tổng thống. Thì quý vị, cái cuộc bầu cử tổng thống tại Đài Loan có thể sẽ là một cái động lực cho Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Lý do là bởi vì họ không muốn một nhân vật khác giống như Lai Ching-te lên làm tổng thống. Tại vì Lai Ching-te có được một cái quan điểm còn cứng rắn hơn cả bà Thái Anh Văn trong vấn đề độc lập của Đài Loan. Do đó, Trung Quốc không muốn ổng trở thành tổng thống. Ngược lại thì Tae Ri-gu hay là bên Quốc dân đảng, tức là ông thị trưởng của Đài Bắc, thì lại muốn là có một cái hòa hoãn và giữ nguyên hiện trạng của Đài Loan. Thì do đó thì cái cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan nó còn lệ thuộc vào tình hình bầu cử ở Đài Loan, lệ thuộc vào cái nội bộ của Trung Quốc và lệ thuộc vào cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Tất cả những cái điểm này đều có thể làm trở thành một cái điểm để mà có thể Trung Quốc khởi động cuộc chiến. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là trên quy tắc ngay giây thời điểm này, nếu mở cuộc chiến không có lợi cho Trung Quốc về mặt kinh tế. Thứ nhất, họ sẽ bị trừng phạt kinh tế, mà trong lúc kinh tế của họ đang có khủng hoảng nữa. Về quy tắc thì nó là như vậy, nhưng mà nội bộ Trung Quốc tôi không biết được, tại vì tùy theo cái phe diều hâu ở trong quân đội, cái mức độ của họ diều hâu tới mức độ nào và có thể dẫn tới cuộc xung đột hay không. Và từ đây cho tới đại lễ Song Thập còn rất nhiều những phái đoàn tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan, và những điều này có thể kích thích cái phe gọi là diều hâu trong giới quân đội, họ muốn rằng là thôn tính Đài Loan sớm hơn. Đó là cái mà nhận định của tôi đối với lại cái cục diện của Đài Loan. Có nghĩa là tôi thì tôi đưa ra cái chủ quan của tôi là từ năm nay cho tới năm tới có thể có một cuộc xung đột, nhưng mà những người khác hoặc là những tổ chức chiến lược ví dụ như là CSIS hay là Kasawaka đó, thì họ đưa ra cái mô phỏng là 2026. Còn ông ngoại trưởng của Đài Loan thì ông cho rằng là 2027, bởi vì ông nói thời điểm đó là thời điểm Tập Cận Bình tái tranh cử lại trong cái vai trò lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc lần thứ tư, tức là nhiệm kỳ thứ tư, thì có thể rằng sẽ đưa ra cái hành động tấn công đảo quốc Đài Loan. Thì tùy theo chủ quan của mỗi một người hay là chủ quan của mỗi một tổ chức đưa ra cái quan điểm nhận định của mình dựa trên cái yếu tố nào, dựa trên cái yếu tố bầu cử của Đài Loan, dựa trên cái yếu tố nội bộ của Trung Quốc, hay dựa trên cái yếu tố mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, thì nó là cái chủ quan mà ai muốn đưa ra cái quan điểm nào cũng được nha. Trung Cộng không dám đánh Đài Loan, nếu đánh đã mấy chục năm nay rồi. Đúng, trước đây họ không dám đánh bởi vì lực lượng quân sự của họ còn yếu, nhưng bây giờ thì tình hình nó khác đi. Tôi nói bây giờ tình hình nó khác đi và nó còn thay đổi liên tục trong từ đây cho tới khi có bầu cử Hoa Kỳ nha. Hoa Kỳ bận tham chiến chỗ khác là Trung Quốc động binh. Cho tới giờ phút này thì Hoa Kỳ chưa có ý định tham chiến ở đâu hết, ngoại trừ cái việc mà xung đột ở Đài Loan và có thể xảy ra hay trên Biển Đông thôi. Chứ bây giờ cho tới giờ phút này Hoa Kỳ chưa có tham chiến ở chỗ nào hết nha.
Thực sự đang có nhưng mà nó đã kéo dài từ nhiều năm nay. Ví dụ như là Hoa Kỳ đang có 2.500 quân trú đóng tại Iraq, 900 quân trú đóng ở tại Syria. Thì cái này đã lâu rồi, từ lúc mà bùng nổ cái cuộc khủng bố của nhà nước Hồi giáo ISIS rồi. Còn mà tham chiến ở những nơi khác mở thêm á, thì chưa thấy nha. Đến ngày bầu cử Hoa Kỳ và Đài Loan, Trung Cộng sẽ sử dụng tâm lý chiến một lần nữa. Bây giờ đâu đâu cần tới ngày đó, bây giờ họ đang sử dụng tâm lý chiến. Tức là họ tăng cường khả năng quân sự, tập trận để hù dọa người dân Đài Loan. Rồi bên cạnh đó, họ tìm cách gọi là giật đi tất cả những quốc gia có bang giao với Đài Loan. Quý vị thấy ngày hôm nay đó là rất may cho Đài Loan là đảng Bảo thủ đã chiến thắng ở tại Paraguay. Đây là quốc gia có mối bang giao với Đài Loan trong suốt 70 năm qua. Nhưng và mấy tháng vừa rồi thì cái nhân vật đối lập ở tại đây, tức là đảng đối lập ở tại đây đó, đã tuyên bố nếu mà ông ta thắng cử thì ông ta sẽ xóa bỏ cái việc mà gọi là bang giao với Đài Loan để kết nối với Trung Quốc. Thì may mắn ngày hôm nay phía đảng Bảo thủ thắng với tổng số phiếu của được đếm là 87%, thì họ thắng tới 45%, trong khi cái ông đối lập chỉ được có 27.5% thôi. Có nghĩa là đảng Bảo thủ thắng xiềng rồi. Và đảng Bảo thủ thì tuyên bố là vẫn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với Đài Loan. Thì bữa nay là cái ngày may mắn, nhưng Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc áp lực những quốc gia khác cắt bỏ bang giao với Đài Loan nha. Thực tế nếu không có giải quyết bằng biện pháp quân sự một lần cho rõ trắng đen thì thế giới vẫn luôn xảy ra xung đột mãi. Cho nên tôi mới nói quý vị, cuối cùng sẽ đi vào lưỡng cực. Muốn thế giới ổn định thì phải đi vào cái gọi là cái cục diện lưỡng cực, tức là hai bên thôi. Một bên là độc tài toàn trị, một bên là xã hội tự do, tương tự như chiến tranh lạnh, khối cộng sản và khối tự do. Thì lúc đó tình hình nó sẽ bớt nhiều cái biến động hơn. Còn bây giờ nó còn cái vùng gray zone, tức cái vùng màu xám, thì quý vị biến động liên tục và bất ổn liên tục ở nhiều nơi, không nơi này cũng nơi khác, mà nó diễn ra 30 năm rồi. Do đó lần này tôi nghĩ rằng là cái việc chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ, tái lập trật tự tại Á Châu với cái mục tiêu là thành lập lại cái thế giới lưỡng cực. Bởi vì sau 30 năm họ thấy rằng cái chính sách toàn cầu hóa thất bại. Thất bại hoàn toàn. Nó chỉ làm giàu cho thiểu số công ty và nó làm giàu cho những quốc gia độc tài toàn trị để đe dọa tới Hoa Kỳ. Còn tất cả những người dân thuộc khối dân chủ và tự do đó thì mất hết tài sản. Những người dân ở xã hội tự do và dân chủ mất hết tài sản trong 30 năm qua. Do đó họ thấy đây là cái chính sách sai lầm. Cái vùng màu xám này nó khiến cho cái thế giới tự do bị suy yếu quá nhiều. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là sẽ có cái cục diện thế giới lưỡng cực trở lại trong vòng vài thập niên tới để mà thúc đẩy cái việc mà gọi là chấn chỉnh lại kinh tế và mạnh mẽ hơn so với khối độc tài toàn trị nha. Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan mà sẽ thu tóm Đài Loan như Hồng Kông. Đáng tiếc Đài Loan không giống Hồng Kông. Đài Loan khẳng định cái tư thế độc lập của họ. Còn Hồng Kông, mặc dù là vùng đất tự trị, nhưng mà họ vẫn lệ thuộc vào cái chủ quyền của Trung Quốc. Đài Loan không phải. Đài Loan không phải. Bởi vì Hồng Kông được thuê mướn 99 năm bây giờ trả lại cho Trung Quốc rồi. Mặc dù Trung Quốc đã vi phạm lời cam kết là quyền tự trị của Hồng Kông bị tước đoạt. Nhưng mà tình hình của Đài Loan khác với Hồng Kông xa lắm. Trung Quốc không đủ khả năng thống nhất Đài Loan bằng ôn hòa. Dân Đài Loan chống. Cho nên họ chỉ còn một cách duy nhất là chiếm Đài Loan bằng vũ lực thôi. Gần như dân Đài Loan 8 trên 80% họ ủng hộ cho quyền độc lập của Đài Loan. Và cái quan điểm này được đánh giá mỗi tháng nha. Có tháng nó lên tới 88%. Tức là cái tổ chức nó gọi là Taiwan Public Opinion Foundation. Đây là một cái tổ chức đánh giá về cái quan điểm của người dân Đài Loan mỗi tháng. Mỗi tháng họ đưa ra bản báo cáo. Thì cho tới giờ phút này những cái con số mà được xem là ủng hộ cho độc lập của Đài Loan ở tại Đài Loan đó 80%, hơn 80%. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ không có cơ hội mềm dẻo thống nhất bằng ôn hòa đâu. Không có. Họ sẽ sử dụng bạo lực, vũ lực
để mà đánh chiếm Đài Loan. Chính vì vậy mà tại sao bây giờ quý vị thấy là Hoa Kỳ muốn biến Đài Loan trở thành một cái sự kiện quốc tế để bảo vệ cho Đài Loan. Có nghĩa là bảo vệ cho Đài Loan không phải chỉ có lực lượng của Hoa Kỳ hay Nhật Bản, mà nó sẽ involve với nhất rất nhiều quốc gia khác. Bởi vì bây giờ cái vấn đề của Đài Loan, giống như ông Yoon Seok Yong ông nói, vấn đề Đài Loan không phải là chuyện nội bộ của Đài Loan và Trung Quốc, mà nó là chuyện của cộng đồng quốc tế, tương tự như câu chuyện của Bắc Hàn và Nam Hàn. Thì đây đây chính là cái mà tôi nói với quý vị, là Đài Loan sẽ trở thành một cái trung tâm của quốc tế, tức là một cái tâm điểm tranh cãi của quốc tế. Trung Quốc không xem đây là chuyện nội bộ của họ được nữa. Trung Quốc không còn xem đây là chuyện nội bộ của họ được nữa nha. Rồi tiếp tục. À, chiêu này giống Hiệp định Paris. Ok, thật sự không khác, hai cái khác nhau. Ok. Rồi, à, wow, các bạn hôm nay vào. À, Phong nhắc lại nha quý vị. À, cái tạp chí quốc phòng của Phong bắt đầu ngày hôm nay, tất cả báo sẽ được gửi đi. Và những quý vị nào ở tại Mỹ và Canada thì trong tuần này quý vị nhận được. Riêng quý vị nào ở bên Úc và bên Âu Châu đó, thì cái số thứ nhất có một số quý vị chưa nhận được báo. Thì chúng tôi đang làm việc với bưu điện. Tuy nhiên, trong cái số gửi đi ngày hôm nay và ngày mai thì chúng tôi sẽ đính kèm hai số luôn, thứ nhất và thứ hai gửi đi cho quý vị. Do đó thì xin quý vị kiên nhẫn giùm Phong một chút, bởi vì lần đầu tiên mình ra và lần đầu tiên gửi những cái sản phẩm báo chí ra ngoại quốc. Do đó có một số những cái trở ngại ở mặt bưu điện. Thì quý vị thông cảm giùm cho tới khi mà chúng ta mất một vài tháng rồi lúc đó ổn định rồi thì không sao. Nhưng cái giai đoạn đầu thì nó hơi complicated, nó hơi khó một chút xíu. Đó thì xin quý vị thông cảm cho nha. Rồi tiếp tục. Hoa Kỳ nên tập trung vào Á Châu để gì đây? Để Đức, Pháp, Ý lo bên Âu Châu. Thật sự quý vị, nhiều năm nay chúng ta rất thiệt thòi ở Hoa Kỳ. Khi mà Âu Châu cứ sử dụng cái gọi là share the value, tức là có chung giá trị, là đồng minh. Nhưng cuối cùng quý vị, họ vẫn đi sau lưng chúng ta. Họ vẫn đi sau lưng chúng ta để mà họ kiếm chác. Quý vị còn nhớ, NATO lập ra là để đối phó với Cộng sản Liên Xô, sau này là Nga. Thì những quốc gia trong NATO ở Âu Châu đi nhập cảng năng lượng từ Nga. Rồi bây giờ Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, Trung Quốc là lực cản lớn nhất cho việc tái lập trật tự tại Á Châu. Thì quý vị, Đức, Pháp vẫn tiếp tục các mối quan hệ về kinh tế thắt chặt với Trung Quốc. Trong khi đó Hoa Kỳ đang dần dần tách rời cái nền kinh tế Trung Quốc ra. Thì quý vị thấy, dường như là về mặt quyền lợi kinh tế, họ chưa bao giờ chia sẻ giá trị chung với Hoa Kỳ. Họ chưa bao giờ chia sẻ giá trị chung này cả, mà gần như là họ thủ lợi cho họ không. Bao nhiêu công ty Trung Quốc bị Âu Châu phạt đây, nhưng mà họ nhắm vào các công ty Hoa Kỳ họ phạt không. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Liên hiệp Âu Châu hay là những thành viên ở trong NATO tại Âu Châu, họ vẫn tiếp tục nhìn Hoa Kỳ là cái trách nhiệm bảo vệ cho họ. Nhưng mà quý vị, Hoa Kỳ bảo vệ cho họ thì cũng phải bảo vệ luôn quyền lợi của Hoa Kỳ chứ. Đằng này họ đạp qua quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì đây chính là cái mà tôi nói với quý vị, là ông Trump lên ổng sẽ định nghĩa lại. Nếu quý vị nhận là đồng minh của Hoa Kỳ, nếu quý vị nhận là có chung giá trị, thì giá trị đó bao gồm nhân dân chủ, tự do, nhân quyền và kinh tế luôn. Chứ không thể nào ba chữ trên thì dùng, còn cái chữ dưới thì không dùng. Do đó tôi nghĩ rằng nếu kỳ này ông Trump hay một tổng thống nào bên Cộng hòa mà tái đắc cử, mà đắc cử đó, thì quý vị, họ sẽ buộc Âu Châu phải định nghĩa lại cái chữ share the value, tức là chia sẻ chung giá trị nha. Mỹ và đồng minh làm hùng hổ quá, Trung Cộng không dám tấn công Đài Loan mà nó đi hướng khác anh Phong ơi. Thì Mỹ và các quốc gia đó tăng cường khả năng kiềm chế mà. Họ không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan. Do đó họ tăng cường khả năng kiềm chế cả quân sự lẫn kinh tế. Về quân sự thì quý vị thấy là Hoa Kỳ đổ rất nhiều vũ khí hiện đại của mình về Á Châu để mà kiềm chế Trung Quốc, tăng cường các cuộc tuần tra trên mặt biển và phối hợp với các quốc gia ở khu vực. Về kinh tế thì coi như là
Hoa Kỳ đang tăng cường đầu tư vào những quốc gia khác, lôi những quốc gia đó ra khỏi vòng tay của Trung Quốc và dần dần tách rời nền kinh tế của Trung Quốc ra. Thì cái điều của Hoa Kỳ là, và thứ ba nữa là trừng phạt kinh tế nếu Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Thì cái họ tăng cường tất cả những cái biện pháp này chủ yếu là không để cho Trung Quốc tấn công Đài Loan thôi. Mục đích của họ là như vậy. Mục đích của họ là không muốn để cho Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Do đó quý vị mới thấy là Hoa Kỳ tăng cường rất nhiều là cái mức kiềm chế. Để Trung Quốc mà muốn tấn công Đài Loan, họ phải think twice, tức là nghĩ hai lần. Họ không muốn đi vào vết xe đổ của Ukraine. Hai lần rồi. Lần thứ nhất năm 2014 ở Crimea, lần thứ hai trên toàn lãnh thổ của Ukraine. Chủ quan quá, Nga tấn công cái, bây giờ các nước không cản được. Do đó, bây giờ đối với Đài Loan là họ cố gắng kiềm chế. Họ cố gắng kiềm chế không để cho Trung Quốc tấn công Đài Loan là như vậy nha. Rồi cảm ơn Best Week. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Đức và Pháp không chia sẻ giá trị chung với Hoa Kỳ thì khỏi giúp Đức và Pháp giữ an ninh nữa. Pháp Đức đi theo Trung Quốc hơn để biết nước là tốt xấu. Thật sự không phải như vậy. Họ chia sẻ giá trị mà giá trị đó là giá trị trừu tượng. Nhưng mà giá trị cụ thể thì họ không. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Pháp và Đức. Trung Quốc đứng hàng thứ hai. Thì nhưng mà Pháp họ biết cái thị trường tiêu thụ là Hoa Kỳ, nhưng họ không phải chỉ cần có thị trường tiêu thụ. Họ cần có thị trường sản xuất và nhân công. Thì Trung Quốc cung cấp cho họ. Trung Quốc có nhân công rẻ, có nguyên liệu rẻ. Họ lợi nhiều hơn. Do đó, Trung Quốc vừa là thị trường sản xuất và nhân công, vừa là thị trường tiêu thụ. Còn Hoa Kỳ chỉ là thị trường tiêu thụ thôi. Thì thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ là lớn nhất thế giới, nhưng Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ chứ không phải là thị trường nhân công. Tại vì đặt nhân công và sản xuất ở Mỹ, giá cả mắc quá. Đó là lý do tại sao họ vẫn đâm sau lưng Hoa Kỳ. Rồi tiền nhập năng lượng cũng vậy. Thay vì nhập năng lượng từ Hoa Kỳ, họ đi nhập năng lượng của Nga vì rẻ hơn, trực tiếp hơn. Đó là lý do tại sao mà họ vẫn tiếp tục chơi cái trò gọi là khi mà đụng tới chuyện thì họ nói oh we are ally, chúng ta là đồng minh, we share the value, chúng ta có chia sẻ giá trị chung. Nhưng mà khi đụng tới kinh tế nó tuyên bố hey, anh tách rời Trung Quốc là chuyện của anh, chúng tôi không có nha. Thấy chưa quý vị, đụng tới kinh tế thôi là ê, cái chuyện tách rời là chuyện của anh, chúng tôi không can dự vô. Quý vị thấy chưa? Vậy thì giá trị đó là gì? Đối với họ giá trị đó là cái gì? Nha. Rồi tiếp tục. Mặc dù Đài Loan là một đảo quốc độc lập chính trị nhưng chính sách One China đã làm cho Đài Loan chịu nhiều thiệt thòi trong cộng đồng quốc tế trước áp lực phi lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Yes. Do đó, tôi nghĩ rằng từ đây cho tới lúc bầu cử của Đài Loan hay là lúc bầu cử của Hoa Kỳ thì có thể sẽ xóa bỏ chính sách này. Có thể sẽ xóa bỏ chính sách One China Policy. Bởi vì cái chính sách này nó khiến cho Đài Loan bị giới hạn rất nhiều. Đại dịch bùng nổ mà thiếu cái sự gọi là đối phó của Tổ chức Y tế Thế giới cũng vì cái chữ One China Policy. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới nói, ê Đài Loan, anh không phải là thành viên. Các báo cáo của anh chúng tôi dục thùng rác hết. Bởi vì anh không phải là thành viên của chúng tôi. Chính vì vậy mà quý vị, báo cáo của bác sĩ Đài Loan vào năm 2019, cuối năm đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã dục vào thùng rác. Ngày 26 tháng 12, họ đã gửi email cho Tổ chức Y tế Thế giới báo động về việc mà lây nhiễm qua con người. Sau khi họ có cuộc họp nói chuyện qua màn hình Zoom với lại các bác sĩ ở Trung Quốc. Nhưng đám Tổ chức Y tế Thế giới lấy cớ Đài Loan không phải là thành viên, cho nên họ không nhận cái báo cáo đó và dẫn tới tình trạng đại dịch bùng nổ. Lý do họ không nhận là bởi vì Đài Loan không phải là thành viên. Mà lý do Đài Loan không phải là thành viên bởi vì các quốc gia vẫn chấp nhận cái One China Policy. Do đó, tôi nghĩ rằng từ đây cho tới cái bầu cử tháng 11 của Hoa Kỳ vào năm 2024 thì sẽ xóa bỏ cái One China Policy này nha. Rồi, phái đoàn Hoa Kỳ thăm viếng Đài Loan dân biểu tiểu bang tại đất trí có thể tham gia được không? Tôi chưa biết. Tại vì tùy theo họ có mời hay không. Nhưng
Theo tôi biết thì người có quan hệ rất mật thiết với lại chính phủ của Đài Loan, kể cả bên Trung Hoa Quốc dân đảng và kể cả bên đảng Dân Chủ cấp tiến, là luật sư Trần Thái Văn. Lúc anh còn là dân biểu tiểu bang, thì lúc đó Trần Thái Văn là một nhân vật rất quyền lực ở trong đảng Cộng Hòa tại California, bởi vì ảnh đem vào hai thứ, phiếu và tiền. Về phía phiếu thì lúc đó là gần như là ảnh thúc đẩy cộng đồng người Việt lên tới mấy chục ngàn phiếu mỗi một năm. Thứ hai là cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan, họ đóng góp tài chánh rất nhiều cho đảng Cộng Hòa thông qua cái cuộc vận động của Trần Thái Văn. Và Trần Thái Văn vẫn thường xuyên dẫn anh em đi Đài Loan để gặp gỡ với chính phủ Đài Loan. Và cái người hiện nay đang là ngoại trưởng của Đài Loan đó, ông Joseph Wu, là bạn của Trần Thái Văn. Trần Thái Văn là cái người mà được xem là có uy thế rất nhiều với lại giới chính trị gia của Đài Loan. Còn Tạ Đức Trí thì tôi chưa biết. Hy vọng là Tạ Đức Trí sẽ kết nối nhiều. Còn bây giờ tại chỉ là dân biểu của tiểu bang thôi, thì nó chưa phải đại diện cho quốc gia. Nó chỉ đại diện cho tiểu bang California thôi. Chừng nào mà ở trên liên bang đó thì nó khác. Bởi vì liên bang là cái chính sách của quốc gia mà. Thì nó khác. Do đó thì để coi sao. Tại vì Văn có nói với tôi có thể tháng 10 năm nay là kéo anh em đi Đài Loan dự lại đại lễ song tập. Tôi chưa biết có đi được hay không, nhưng rất muốn đi. Tại vì khi qua bên đó thì sẽ có cái sự đón tiếp của chính phủ Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan và một số những giới chức của Đài Loan thôi. Thì tại bởi vì chúng ta không phải là phái đoàn của cấp liên bang thì chưa chắc gặp được bà Thái Anh Văn. Nhưng mà ở cấp tiểu bang chúng ta có thể gặp được những viên chức trong nội các của bà. Ví dụ như là Bộ Ngoại giao nè. Rồi chúng ta có thể gặp gỡ một số những nhà lập pháp của Đài Loan. Trừ phi cái phái đoàn đó là phái đoàn của liên bang đó thì họ mới gặp được bà tổng thống thôi. Thì Văn đang nói với tôi là sẽ sắp xếp cho cái tháng 10 đại lễ song tập thì nhiều anh em sẽ Văn sẽ sắp xếp cho các anh em đi chung qua Đài Loan nha. Rồi Hoa Kỳ chuyển giao kỹ thuật sản xuất một số vũ khí cho Đài Loan nếu Đài Loan bị Trung Quốc chiếm đóng, nó rất nguy hiểm cho, đúng không Phong? Nó không nguy hiểm gì cả, mà hiện nay thì Hoa Kỳ đã chuyển ít nhất là hai cái. Thứ nhất là cái kỹ thuật chế tạo tiền thủy đỉnh thì đã chuyển cho Đài Loan từ năm ngoái rồi, và Đài Loan tháng 9 này chính thức hạ thủy cái tiền thủy đỉnh đầu tiên của họ. Thứ hai là cái kỹ thuật về drone, thì phía Hoa Kỳ đã cung cấp một số kỹ thuật drone. Đài Loan đang chế tạo một số những cái drone mà được gọi là drone tự sát, tức là nó có khả năng bay qua lãnh thổ Trung Quốc và đâm vào tất cả những cái vị trí quân sự, và nó có mang theo thuốc nổ hoặc là những cái hỏa tiễn nhỏ. Thì những cái drone tự sát này Đài Loan đang chế tạo với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ. Thì chưa biết, nhưng mà Đài Loan đang cố gắng, và trong ngày hôm nay thì theo tôi biết Đài Loan đã bắn thử cái hỏa tiễn Skybow Tree của họ. Thì cái Skybow Tree này là do Đài Loan chế tạo. Thì không quân Đài Loan ngày hôm nay đã bắn thử các cái loại hỏa tiễn này. Thì chúng ta chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Đài Loan đã được nâng cấp quân sự rất là nhiều, từ việc mua các cái vũ khí của Hoa Kỳ cho tới việc tự chế các loại vũ khí. Thì họ muốn tăng cường cái khả năng của Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc mà nha. Rồi tiếp tục. Wow. Mao Trạch Đông đánh thắng Trương Chí Thạch có bàn tay của Mỹ không? No, lúc đó là hai trận. Cái trận trong nội địa của Trung Quốc thì lúc đó Tưởng Giới Thạch phối hợp với đồng minh Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh Âu Châu, thì Tưởng Giới Thạch đã đuổi được người Nhật ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc năm 1945. Và coi như là lúc đó người Nhật xâm lăng Trung Quốc mà. Thì chính vì cái cuộc đệ nhị thế chiến này, thì sau cái cuộc chiến đó thì lực lượng của Tưởng Giới Thạch bị tổn thương rất nặng nề. Thì Mao Trạch Đông lợi dụng điểm đó, lợi dụng lúc mà Tưởng Giới Thạch còn đang bị tổn thương nguyên khí, thì Mao Trạch Đông mở cuộc tấn công khiến cho Tưởng Giới Thạch không đủ sức chống chống trả, phải rút qua Phúc Kiến và cuối cùng kéo về Đài Loan. Tuy nhiên trận tái đấu lần thứ hai là năm 1955. Lúc đó Mao Trạch Đông đưa quân đánh tấn công vào đảo Kim Môn và Mã Tổ, cũng như là thẳng vào eo biển Đài Loan. Đáng tiếc trận này Mao Trạch Đông thua. Trận chiến trên biển Mao Trạch Đông thua và họ ký kết cái hiệp ước đảo Kim Môn Mã Tổ thuộc quyền quản trị của Đài Loan, đặt là cái lằn ranh đỏ năm 1958
thì họ đặt ra cái lằn ranh đỏ ở trên eo biển Đài Loan là cái nơi phân biệt giữa đôi bên. Còn bên kia có cái đảo Kim Môn và đảo Mã Tổ thì thuộc quyền quản trị của Đài Loan, là bởi vì Mao Trạch Đông đã thất trận năm 1955. Nhưng ông ta đẩy được Tưởng Giới Thạch ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc năm 1949. Tại vì lúc đó lực lượng của Tưởng Giới Thạch đã bị tổn thương nguyên khí rất nặng nề sau cuộc chiến với Nhật Bản. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng là Mỹ Mỹ không có nhúng vô. Mỹ lúc đó là đồng minh của bên Đài Loan và Tưởng Giới Thạch mà nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cáo lỗi quý vị, Phong phải làm livestream sớm hơn nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ, là bởi vì lát nữa phải chạy ra phía của City Hall ở Santana bởi vì có cái hẹn quan trọng. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình livestream sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.